xấu rồi nè. Nè, một hồi là nó ra đỏ luôn á. Rồi hồi nó chảy ra đỏ tươi ha. Dạ mới thấy lần đầu luôn. Mà cái thịt thịt nó tốt lắm. À, nè đó, nó cái mũ cũ nữa nè. Nó đỏ vậy nè. Nè, đây nè, đây không? À, nè đó. Đây các bạn. À, đang nó thơm ra là kêu là đỏ, đỏ như máu mình cho người ta đặt là săn máu. À. Cái ông là ông vùi vô đặng ông chế thuốc cho chết hay đi nè. Nè. Đây rất là nhiều luôn nè. Cây này chết chưa? Chưa hả? Chưa, chưa. Ta mới làm, ta mới đục phi. Nhưng mà ta đục anh Tùng ơi, đục. Cây này cũng rất là cao luôn á. Đây là cái dấu mới xưa. Cái con giật dây này xuống bớt bớt đi. Đây là cây săn máu nha quý vị và các bạn. Cây rất là lớn luôn. Cây này bao nhiêu to, tuổi chứ? Cái này giống 40 năm. Chú, hồi đó sao chú có cái cây này? Nó mọc chứ có cái gì? Mọc. Mọc cái gì kìa? Cây săn máu. Cây săn máu. Đây là cái dấu lúc nãy anh Tùng anh lấy cái cây anh thử nghe các bạn. Hay quý vị và các bạn thấy nè, nó chảy ra cái nhựa màu đỏ. Cho nên là cái cây này người ta mới đặt tên nó là cây săn máu nha quý vị và các bạn. Rất là cao luôn, rất là lớn luôn. Đây nè, nhất cắt cho anh 2 thì. Để cắt cho anh 2 thì. À, 2 thì đó, đây nè, 2 thì. Nó dùng cho xe 2 thì đồ luôn đó. Dùng cho bo là chạy luôn được đó. Nhưng mà pha với tỷ lệ là 25 25% dạ. Đây thì cái hai thì nè. Một xị nhớt này thì pha cho 4 lít xăng. Dạ. Rồi nếu mà phát cỏ thì pha 55 hoặc 50 cũng được, tại mấy cỏ là đi ra không đi ra chết. Chứ mà cũng chạy là cứng cu đai chút à, còn mấy cưa là có lúc phải cần hết ga lúc mà đang hạ gì đó. Rồi mình khi mình lái á, bẻ lái nó mình miết bên đây là nó phải đi bên kia. Rồi cho nên miết mới kịp. Dạ. Là lúc đó mình bắt buộc phải lên ga. Dạ, rồi cũng cảm ơn ạ. Rồi. Giờ anh Tùng anh sẽ leo lên để chuẩn bị cưa nha quý vị. Thì ở phía dưới gốc thì có rất là nhiều cái đọt chọi. Đọt chọi này là cái đọt nó quéo 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 á. Ăn rất là ngon. Cái đậu cà bắp á. Dạ dạ. Là ăn này là nó tốt cho khớp. Dạ. Xương khớp ngon lắm. Nhất nhất là cái miệt Tân Phước là bán. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ba mình đi đâu thấy gì là tốt đó ăn liền nha quý vị. Lào. Lào. Cũng lào mà chạy đi. Quá trời đọc trọi rồi. Cái gì nó bò mà nó bám vô như nó có cái gì đó, cái rẻ gì đó. Đây quá chừng nó đeo. Nó chỉ đeo cái cây phía bên đây thôi. Còn cây phía sau lưng anh Toàn thì mình không có thấy. Cái dây có gai đâu. Chưa. Bữa hổm có cái dây có gai mà. Cây này thì cái phần thân ở phía dưới thì nó rất là suông, nó không có nhánh nào hết, nên là anh Tùng leo phải sử dụng cái sợi dây. Cây này thì mình nghĩ cao cũng khoảng 19-20 mét gì đó quý vị, rất là cao luôn. Lên trên thì bị dướng mấy cái đọt chọi, rất là nhiều đọt chọi. Leo khá là khó. Rồi anh Tùng qua được cái đoạn có mấy cái dây chọi rồi thì nó sẽ đỡ hơn. Rồi anh lên được cái phần mà có nạn có nhánh ở trên rồi thì có cái chỗ để anh đứng. Cái
Phải trên nhánh luôn rồi quý vị. Cái nhánh nó bị tét ra rồi quý vị thấy không? Bị tét ra, cưa khoảng nửa đoạn nhánh là nó tét ra. Bây giờ là anh leo tuốt ở trên đọt anh nha quý vị. Anh sẽ buộc dây để hạ nguyên cái đoạn gốc luôn nha quý vị và các bạn. Đây. Còn một cái đoạn rất là dài luôn, nhưng mà ở chỗ ở dưới đây có một cái mương nhỏ dưới đây nè, mình nghĩ là có thể hạ được. Đây, anh Tùng anh cầm cái máy anh leo xuống rồi nha quý vị, sau khi đã buộc xong ở phía trên rồi. Anh sẽ cưa cho nó mấy cái nhánh nó gọn ra để chuẩn bị cưa dưới gốc nha quý vị.
bán nữa anh, sát ở dưới gốc được như vậy các bạn. Nếu không thì cái phần gốc nó bị đè ra nhiều quá là mình không có cưa sát sát ở dưới gốc được. Thì thường là những cái cây mà lấy gỗ á thì anh Tùng anh sẽ phải cưa như vậy để tận dụng lấy được sát ở dưới gốc luôn. Oh.